cuối cùng gamma thành AZ. Ở đây chỉ chuyển về mức năng lượng thấp hơn, còn không có sự biến đổi cấu tạo hạt nhân trong quá trình phóng xạ gamma. Từ đây chúng ta có thể đối chiếu với các đáp án của đề bài. Thì chúng ta có thể lựa chọn đáp án D, phóng xạ gamma. Như vậy, suy ra phóng xạ gamma không thay đổi cấu tạo hạt nhân. Suy ra chọn đáp án D. Các em cùng nhìn lại đáp án D của với cô nào. Chính xác chưa? Đáp án D, phóng xạ gamma. Như vậy, bài tập số 4 đến đây là kết thúc.